Sáng nay, ngày 19 tháng 12 năm 2019, tạp chí Môi trường và cuộc sống nhiệt liệt chào mừng ban lãnh đạo của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 đến thăm và làm việc với cán bộ, phóng viên, biên tập viên của tạp chí. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Linh Ngọc, tân chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Lai, tổng thư ký hội cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của tạp chí tại buổi gặp mặt nhà báo nguyễn văn toàn phó chủ tịch hội kiêm tổng biên tập tạp chí môi trường và cuộc sống chia sẻ tạp chí vô cùng vinh dự và vui mừng khi được đón tiếp tân chủ tịch hội đến thăm và làm việc với các cán bộ phóng viên biên tập viên của tạp chí đây là chuyến thăm và làm việc đầu tiên của tân chủ tịch đối với tạp chí sau khi đương nhiệm chức vụ chủ tịch hội nước sạch và môi trường việt nam qua đây, nhà báo Nguyễn Văn Toàn cũng mong muốn hội sẽ là cầu nối thông tin giữa các hội viên với tạp chí, cũng như có thêm nhiều bài viết phản biện tham mưu cho các cơ quan quản lý nhà nước. Tạp chí luôn là cánh tay phải đắc lực trong công tác truyền thông cho mọi hoạt động của hội. Cũng tại buổi làm việc Tân Chủ tịch đã ghi nhận những đóng góp tích cực của tạp chí đối với sự phát triển của hội. Tại đây, ông Nguyễn Linh Ngọc đã giao trọng trách đến tạp chí Môi trường và Cuộc Sống, mong tạp chí sẽ vượt qua được những khó khăn trước mắt để đóng góp cho thành công chung của Hội nước sạch và môi trường Việt Nam. Các tác phẩm báo chí phải đảm bảo chất lượng, có tính khoa học cao. Như vậy, báo chí mới giúp các cơ quan quản lý nhà nước giải quyết mọi bức xúc của người dân và từ đó mới nhận được sự yêu mến của độc giả cũng trong buổi làm việc tân chủ tịch đã đến từng phòng ban thăm và động viên các phóng viên biên tập viên của tạp chí ông đánh giá rất cao những nỗ lực của ban biên tập cũng như ban truyền hình trong việc sản xuất tin bài điện tử phóng sự truyền hình thiết kế giản trang tạp chí in các chương trình tọa đàm talk show mang tính truyền thông cao về vấn đề bảo vệ môi trường Trước thềm năm mới năm 2020, Tân Chủ tịch Hội nước sạch và môi trường Việt Nam đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể ban biên tập và các phóng viên, biên tập viên của tòa soạn, rồi dào sức khỏe, luôn sát cánh với hội để cùng nhau phát triển nhiều hơn nữa.